địa điểm tham quan kỳ thú với cảnh quan thiên nhiên yên bình, gắn liền với nhiều truyền thuyết xưa nay, khiến nơi đây trở thành vùng đất bí ẩn. Xin mời quý vị cùng Tour Du lịch Việt Nam chinh phục 3 ngọn núi tiếp theo trong thất sơn ở vùng đất An Giang nhé. Núi Tượng còn được gọi là Liên Hoa Sơn, nằm tại thị trấn Ba Chúc. Núi Tượng chỉ cao 145m và chu vi 3825m. Từ xa, hình núi trông giống hình dạng con voi nên có tên là Núi Tượng. Nhà văn Sơn Nam đã từng viết về vùng đất này như sau: vùng Ba Chúc quanh Núi Tượng, thung lũng nhỏ, cổ kính, có cảnh trước miễu sau chùa. Miễu là đình làng độc đáo thờ trăm quan đại thần, cất phía trước, chùa phía sau kề sát nhau. Đường lên Núi Tượng quanh co, xuyên qua rừng tầm bông rậm rạp. Hai bên đường có khá nhiều cây cối hoang dại xen lẫn với xoài, mít, me, che bóng mát. Cảnh vật trên núi hoang sơ vắng vẻ, vừa đi vừa nghe tiếng chim ríu rít trong những vòm lá xanh rậm rạp. Tới đỉnh Núi Tượng sẽ gặp một người đàn ông nhà ở xóm dưới, hàng ngày lên núi lấy củi, sắn măng, hái lá thuốc để bán và phụ trách việc trông coi đền thờ ở đỉnh núi. Ông sử dụng ngân sách do những người hành hương đóng góp để mua mì chay, nước suối, võng, phục vụ miễn phí cho khách tới tham quan. Ông còn rất nhiệt tình làm hướng dẫn viên chia sẻ về những hang động thâm u, những tảng đá có hình thù kỳ lạ trên đỉnh núi. Có nghĩa là nguyên cái này là nguyên cái đầu ngóc lên thôi. Con kia chú xuống, con này ngóc lên. Con kia chú xuống, con này ngóc lên. Mà cái trung trăng này nó vàng vàng, nó chắc chắn, anh thấy không? Có đốm đốm, anh thấy không? Nó có dưới cái hầu của nó, cái đường gân của nó anh thấy rõ ràng không? Nó giống 100% luôn, trung trăng này. Đỉnh Núi Tượng là hai lô cốt xây dựng trong những năm chiến tranh biên giới Tây Nam. Từ trên đỉnh Núi Tượng có thể quan sát gần như toàn bộ phía Tây, sẽ thấy nhà cửa lô nhô dưới chân núi, vườn tược, đồng ruộng xanh tươi, xa xa là vùng núi Tà Lơn của đất Campuchia. Núi Kép hay Anh Vũ Sơn là ngọn núi nhỏ cao khoảng 252m so với mặt nước biển. Người dân địa phương và du khách hành hương thì quen gọi là núi Ông Kép. Ngọn núi này thuộc ấp Núi Kép, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Từ thành phố Long Xuyên theo quốc lộ 91 rẽ vào đường tỉnh lộ 948 hướng về Chi Tôn, đi thêm một đoạn là đến được núi Kép. Đường đến núi Kép với một bên là đồng bằng, một bên là vùng núi cao, chạy dài theo trục chính của dãy Thất Sơn. Từ xa xa, du khách ngước nhìn lên có thể thấy hình đầu Ông Kép nhô ra ở lưng chừng núi. Những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau ngẫu nhiên tạo thành biểu tượng đặc trưng cho núi Kép. Còn đường mòn từ chân núi lên đến đỉnh dài khoảng 600m, được xây bậc thang và đều có hành lang an toàn. Chặng đường chinh phục núi Kép không quá thử thách, chỉ cần tản bộ leo lên từng bậc thang. Trên đường đi sẽ gặp những tảng đá to và những công trình kiến trúc tôn giáo. Trên núi Ông Kép có gần 20 điểm tham quan, điện thờ tự được gắn với các truyền thuyết lịch sử tôn giáo vùng Thất Sơn như điện Năm Non Bảy Núi, Mẹ Quan Âm Nam Hải, điện Phật Vương, Xuân Tiên, Giếng Tiên. Bên cạnh các điện thờ, cảnh quan thiên nhiên ở núi Ông Kép quanh năm xanh tươi, trong lành, tạo cho du khách những giây phút thảnh thơi trong tâm hồn. Đến được khối đá hình mỏ Kép nằm giữa lưng chừng núi, du khách đi bộ mất khoảng 20 phút. Mỏ Ông Kép quay về hướng Ngũ Hồ Sơn, núi dài 5 giếng, trông giống như một hòn non bộ khổng lồ, với những khối đá hoa cương chất chồng một cách ngẫu nhiên, như kết quả của quá trình chia cắt của các khe nứt và quá trình phong hóa phá hủy đá. Núi dài 5 giếng, Ngũ Hồ Sơn là ngọn núi cao thứ tư 265m trong quần thể 7 núi Thất Sơn thuộc địa phận xã An Phú, huyện Tịnh Biên, An Giang. Chinh phục núi dài 5 giếng là một hành trình nhẹ nhàng khám phá những bí ẩn mang màu sắc tâm linh, huyền thoại của dân gian.
Trên đường sẽ có dịp gặp gỡ hàn huyên với những bà con nông dân chân chất một nắng hai sương, canh tác trồng trọt ở đây. Núi dài năm giếng có nhiều vườn cây ăn trái tươi tốt như xoài, nhãn, chuối, bồ quân, mãng cầu ta, mít, ổi xen lẫn giữa rừng cây. Theo đường mòn nhỏ giữa những vườn cây ăn trái sẽ đến được với khu vực có năm giếng nước, nằm lỗ thiên giữa một bãi đá rộng thoáng đãng. Mỗi miệng giếng rộng cỡ miệng thùng nước và không tròn lắm. Theo truyền thuyết dân gian kể rằng, đây là những giếng nước trời sâu không đáy và không bao giờ cạn nước. Đường lên núi dài năm giếng ở Sườn Đông dài gần 1 km, hiện nay đã được làm mở rộng, tráng xi măng để xe hai bánh có thể lên tới nơi. Ở Sườn Tây, dài chừng 1,5 km, vẫn là đường mòn băng qua những vườn cây trái. Hiện mỗi ngày có khoảng vài chục, có khi cả trăm người leo lên Ngũ Hồ Sơn để khám phá những giếng nước trời còn nhiều bí ẩn. Núi dài năm giếng cao 265 m nhưng năm giếng nằm ở độ cao chừng 200 m, triền phía đông. Từ khu vực năm giếng đi về triền phía tây, đến một ngã ba rẽ trái đường dốc lên sẽ đến với Điện Thầy. Đây là điểm cao nhất trong khu vực núi dài năm giếng. Tại đây có thể nhìn ngắm núi Kép với khung cảnh đồng ruộng bao quanh như một bức tranh tuyệt đẹp của vùng đất này. Xin mời quý vị đón xem clip tiếp theo để tiếp tục chinh phục ngọn núi cao nhất trong Thất Sơn cùng Exotic Việt Nam nhé.